Rồi, xin chào quý vị và các bạn trở lại với channel của mình. Và mình muốn làm cái video này để gửi tới quý khách hàng một cái thông tin khá là hot trong những ngày tới đây. Thì sắp tới thì Honda Bắc Ninh sẽ có chương trình chạy số với 10 ngày duy nhất. Thì trong vòng từ ngày 21 đến ngày 30 tháng 4 tới đây thì bất kỳ khách hàng mua xe của Honda Bắc Ninh thì chúng ta sẽ được khuyến mại tặng tiền mặt và gói quà tặng phụ kiện có thể lên đến giá trị là 50 triệu và giao xe tận nhà cho khách hàng miễn phí, tức là chúng ta có free ship ấy. Cụ thể thì với chương trình khuyến mại như này thì chúng ta điểm qua một số những cái dòng xe hot như Honda CR-V này. Thì hiện nay với các phiên bản của Honda CR-V thì cái mức khuyến mại có thể tổng giá trị thì có thể lên đến 160 triệu. Đấy, chúng ta có bao gồm 50 triệu tiền mặt và gần như là với chương trình này thì Honda Ninh đang tặng 100% giá trị thuế trước bạ cho quý khách hàng với tương đương là gần 109 triệu. Đó, thì mình thấy đây là một cái mức khuyến mại rất là tốt mà không phải đại lý nào cũng có thể áp dụng được. Tuy nhiên thì với cái thời gian có hạn và số lượng xe cũng không, mình nghĩ là cũng không không nhiều để áp dụng được cái chương trình này đâu. Nếu quý khách hàng có nhu cầu thì có thể vui lòng liên hệ trực tiếp với mình qua hotline đang đính kèm ở trên video. Về những mẫu xe khác ngoài Honda CR-V với mức khuyến mại 160 triệu thì chúng ta có Honda HR-V với giảm trực tiếp tiền mặt cũng lên có thể lên đến 100 triệu và tặng kèm phụ kiện. Đó, Honda City, tất nhiên Honda City thì không là xe lắp ráp, thì cái mức khuyến mại nó không nhiều và vài chục triệu tiền mặt. Đó, cụ thể thì nó sẽ theo màu và theo thời gian quý khách hàng lấy. Chúng ta có Honda Accord và Honda Civic là hai mẫu xe cũng sẽ được giảm giá. Nhưng tuy nhiên thì để cụ thể thì quý khách hàng vui lòng liên hệ với mình. Đó, thông tin chủ yếu thì mình muốn mang đến thì đó là những cái mẫu xe như chủ lực của Honda như Honda CR-V thì cũng đang giảm rất là nhiều. Đấy, mình sẽ làm thêm những cái video cập nhật mới nhất để xem các hãng xe khác thì họ có cái mức giảm giá như nào và chương trình cụ thể trong những ngày tới mà khi mà lệnh giãn cách xã hội được nới lỏng thì quý khách hàng mua xe sẽ có được những cái ưu điểm và nhược điểm như nào, lợi thế như nào. Rồi, nếu quý khách hàng cần thông tin của giá xe gì thì có thể vui lòng comment lại trực tiếp ở phía dưới giúp mình. Có thể để lại một like, share và subscribe để mình tiếp tục ra những video thông tin mới nhất. Đó, xin cảm ơn và hẹn gặp lại.